Yo, kính chào các bro, chào các bro đã quay trở lại với channel của mình. Rồi mình là Bion, thì hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn cách để các bạn tải một cái map, tải chơi một cái server mà nhiều map cho các bạn. Thì đầu tiên để mà các bạn chơi được một cái server và các bạn tạo được nhiều map thì các bạn download cho mình cái plugin mang tên đó là Multiverse Core các bạn. Đây, tao lát plugin Multiverse Core này. Đấy. Đó, sau đó để các bạn mở server cho nó chạy. Đó. Các bạn out server ra thì các bạn tải cho mình, các bạn lên mạng, bạn tìm một cái map mà các bạn cái map các bạn thích. Ví dụ như mình chuẩn bị làm cho các bạn hướng dẫn các bạn sử dụng plugin Bedworld thì mình đã download sẵn một cái map Bedworld rồi các bạn. Đây các bạn đang xíu mình bấm lộn xóa rồi. Đây. Đây, đây là một cái map Bedworld mình đã tải rồi. Rồi mình sẽ giải nén ra. Rồi mình xóa cái này. Khi mà cái mình đã tạo đào một cái map trên mạng như này, map này là của hai Vixen nha, Bedworld của hai Vixen nha. Đó, thì các bạn map dự tùy các bạn thích như cái map gì mà các bạn tự xây hay là cái map gì mà các bạn ưa thích thì các bạn cứ import vào server các bạn. Đó, các bạn thấy các bạn nhiều world thì đây mình đã tải một cái map và mình sẽ đổi tên nó lại để cho các bạn dễ đặt. Vì khi mà các bạn muốn dịch chuyển từ cái server này qua một từ cái map này qua cái map khác thì các bạn buộc phải dùng cái tên này. Nếu bạn giật đặt cái tên này thì có thể là mình nghĩ là tới chiều các bạn mới dịch chuyển có được. Đây, mình nghĩ mình đặt tên cho mình là B đúp. Đây, cho nó dễ. Nguyên ký tự đơn giản để cho các bạn dễ dịch chuyển nha. Ok, thì đầu tiên gọi đó chúng ta mở server lên. Thì để server trước khi server nó chạy thì mình muốn tâm sự với các bạn một điều, đó là dạo này thì mình ít ra video lắm các bạn, tại vì mình đi học các bạn, mình học sáng chiều á, nhưng mình chỉ rảnh vào ngày thứ bảy chủ nhật thôi. Nên mình tranh thủ mình làm video vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật để mình up từ từ cho các bạn xem. Thì mình nghĩ một tuần mình chỉ ra khoảng 1-2 video là cùng. Đấy. Tại vì các bạn cũng hiểu mà, kênh mình cũng thăng tiến rất là nhanh. Mới đây thì cũng được 170 mấy sub rồi đó. Thì nói chung thì mình cũng chưa bận được kiếm tiền các bạn, mình khá là buồn các bạn. Thì nói chung thì mình làm hiện tại thì cái máy của mình rất là xuống cấp trầm trọng. Mình thực sự là muốn kiếm tiền cho nó nhanh đó mà, để nâng cấp cái máy mình làm video chất lượng cho bạn xem. Bạn thấy chất lượng hơi mờ các bạn, là do máy mình xuống cấp rồi, mình quay quá nhiều nó sẽ lắc các bạn, nó không chịu được đâu. Rồi đấy, sau đó chúng ta ghi là mv import đó, import cho đó cái tên map chúng ta mà mw, các bạn thấy không, đây khi mà các bạn bdup vậy là cái map của bạn tên đây nè, đây là cái map của bạn tên là bdup thì mình sẽ import ở đây là bdup, còn cái nãy là hai pixel cái gì asura map thì các bạn ghi hết dòng chữ luôn đó, nên rất là lâu đấy. Đó, quên nữa, các bạn ghi chất nguyên nó là normal thì normal nó sẽ lấy nguyên cái map, còn nếu bạn ghi vào cái nether này thì nó sẽ bị cái gì mình không biết nữa. Bình thường bạn ghi normal cho mình nha. Rồi, complete. Đây, giờ mình sẽ ghi là mvtb. À mvtb như thế này. Rồi, sau đó mình ghi cái tên map bdup. Đấy, khi mà mình dịch chuyển các bạn mới ghi lệnh như vậy thì nó sẽ dịch chuyển. Đây. Đây các bạn thấy, mình đã qua được cái map mà mình đã tải như thế này. Đó. Đấy, xong rồi. Đó. Nói chung thì video cũng trên đây thôi. Thì các bạn nhớ muốn chờ video sau của mình nha. Video sau mình sẽ dẫn các bạn sử dụng Bedworld nha các bạn. Đó, cảm ơn các bạn nhiều. Cảm ơn các bạn xem video này. Nếu bạn thấy hay cho mình một like, subscribe, mình có động lực làm video tiếp nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.